Rồi, lại thêm một buổi tập nữa. Mình sẽ tập ở nhà, ok? Khung cảnh này chắc là các bạn đã không thấy lạ nữa rồi. Bởi vì đây là lần thứ hai mình quay ở đây rồi. Cái lần gần nhất mình quay ở đây là mình tập lưng. Mình spam kéo xả ở đây anh em ạ. Thì hôm nay sẽ là một buổi tập tay, ok? Thay vì mình ra phòng tập thì hôm nay mình sẽ tập ở nhà. Và cũng để cho các bạn biết là nếu mà mình không có điều kiện để ra phòng tập thì mình sẽ tập tay ở nhà như thế nào, ok? Rất là đơn giản thôi, nhưng mà điều kiện cần là cần có một cái xà nhá. Tay sau thì các bạn có thể không cần xà, nhưng mà tay trước là mình nghĩ là phải cần một cái xà, ok? Bởi vì tập bài này mà tí nữa chúng ta tập tay trước cái bài này, bài kéo xà bình thường ấy, nhưng mà chin up ấy, đấy. Thì đấy, điều kiện cần là có một cái xà anh em nhá, nếu anh em nào tập ở nhà. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nếu mà tập ở nhà thì sẽ có cái xà gắn tường thôi. Còn một cái xà gắn tường là các bạn có thể tập cái buổi tập tay này ở nhà rồi. Rồi, mình đang cúm anh em ạ, thông cảm nhé. Mình sẽ xịt xoạt trong cái video này khá là nhiều đấy. Đứng đây nhỉ, thôi đứng đây đi. Đứng đây sẽ nhìn được đấy. Rồi, buổi tập ngày hôm nay sẽ có những gì? Rất đơn giản thôi. Mình bảo các bạn chiều nay mình vừa ăn gì đã theo như thường lệ. Những cái hôm mình đi về quê như thế này là buổi chiều mình sẽ thường hay đi ăn với người yêu mình. Đi ăn linh tinh anh em. Thì chiều nay mình ăn vừa rồi ấy, một cái bánh mì, bánh mì 3T xúc xích cộng thêm 3 còn hay là 4 cái bánh mì que nữa. Cái bánh mì que nó bé mà chấm ớt cay cay ấy anh em. Đấy, với một cái bánh mì 3T xúc xích cũng nhiều tinh bột phết đấy. Thì bây giờ mình đã rất sẵn sàng cho cái buổi tập tay này rồi. Ok, vừa rồi mình đã đá thêm 2 thìa pre. Thực ra 2 thìa đấy mới là một serving của cái pre-workout này thôi, là cái lọ form burger ấy. Thêm 2 thìa đấy nữa. Rồi, và một thìa creatine. Creatine thì mình thường uống trước tập anh em ạ, để cho nó đỡ bị quên ấy. Bình thường là mình rất hay, nếu mà mình không uống creatine trước tập thì mình rất hay quên. Uống trong ngày là mình hay uống creatine trước tập luôn. Chứ còn cái việc uống creatine trước tập nó không có tác dụng đến cái buổi tập của các bạn đâu nhá. Nó cần thời gian lâu dài nó có tác dụng, chứ còn các bạn uống creatine trước tập thì nó không giống như uống pre-workout, ok? Creatine nó cần thời gian và các bạn uống hàng ngày luôn. Đấy. Còn pre-workout thì các bạn cứ bú trước tập độ 25 30 phút là được. Đấy, mình vừa uống được 10 phút rồi. Ra đây mình setup máy quay được tầm gần 10 phút rồi. Rồi. Đấy. Nói qua buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có tay trước và tay sau thôi. Cẳng tay chắc là thôi anh em ạ, tập ở nhà thì tập cẳng tay thì chắc là có mỗi cái bài gọi là treo xà thì các bạn tập được cẳng tay thôi, thì mình không thích tập cẳng tay lắm. Thì thôi, hôm nay chỉ có tay sau và tay trước thôi. À, mình sẽ bắt đầu với tay sau trước nhá. Thì tay sau sẽ có những bài gì? Bài đầu tiên sẽ là cái bài mà nó hơi, cái này nó hơi về bộ môn calisthenics một tí nhá. Bởi vì ngày xưa mình chưa tập gym ấy, thì mình sẽ tập như thế này. Đây là đầu tiên là cái bài chống dưới đất nhá. Tí nữa mình sẽ mô phỏng cho các bạn. Tí nữa mình sẽ tập với các bạn xem bài đấy, ok. Có một bài chống, mình không miêu tả cho các bạn như nào, nhưng mà nó là mô phỏng lại của cái bài tricep extension thôi, nhưng mà các bạn để tay dưới đất đấy. Bài thứ hai sẽ là tricep extension luôn, nhưng mà mình sẽ móc cái dây, mình sẽ buộc cái dây kháng lực vào đây, dây kháng lực to nhé. Cái dây đấy nó sẽ rất là nặng, mình buộc vào đây rồi mình tập tricep extension đấy. Có thể có dip nữa. Tập dip thì ở nhà rất đơn giản, các bạn lấy hai ghế nhựa hoặc hai ghế inox gì đấy ra đủ cao độ tầm từng này để các bạn co gối nên các bạn tập được deep. Đấy, đấy là cách hồi xưa mình hay tập tay sau ở nhà, tập người có tay, tập tay sau ở nhà ấy, là tập như thế. Rồi tay trước thì một bài đấy là chin up như này thôi đấy, nhưng mà tí nữa thì mình sẽ nói qua cái form chin up để nó vào tay trước nhiều hơn với mình nhá. Đấy, buổi tập hôm nay nó sẽ loanh quanh những cái bài như thế anh em nhá. Bắt đầu thôi, tay sau trước nhá. Thưa anh em, đây là xe mẹ mình, đây là xe của mình, ok. Con nào Blade vừa lên đời, đổi cho con cúp 50 của mình. Rồi, chúng ta sẽ từ từ nhá, để mình cho thấp cái camera xuống đã. Rồi, đây cái chỗ sân mà các bạn đang nhìn ấy, toàn bộ cái chỗ sân này luôn là nơi mà mình nói thật là mình phải chống hàng chục nghìn cái chống đẩy ở đây rồi. Từ hồi mình bắt đầu cấp 2, hồi lớp 8 mình bắt đầu tập ở nhà là cả cái mặt sân này, tất cả những cái chỗ mà các bạn mình quay các bạn, cả trong cái phòng khách nhà mình ấy kia đó cơ, hàng chục nghìn cái chống đẩy mình đã chống ở đây rồi, ok. Nên là bây giờ hôm nay mình quay lại mình tập chống đẩy ở nhà ấy, mình đã cảm thấy cái gì đấy rất là hoài niệm anh em ạ, rất là quá khứ nó ùa về. Nhưng mà rất lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, hình như là khoảng 3 năm rồi mình chưa tập lại ở nhà những buổi cái đất ở nhà như thế này.
Bởi vì từ lớp 12 mình bắt đầu tập gym rồi, bây giờ năm 2 đại học, năm giữa năm 2 đại học còn mình không tập ở nhà rồi. Nên là mỗi lần tập ở nhà là cảm giác rất là ý ký ức ùa về anh em. Đấy, rồi, nào, cái bài tập đầu tiên thì nó sẽ như thế này. Rất là đơn giản thôi. Đây. Đấy nha, thì cái bài đầu tiên nó sẽ như thế này. Rất đơn giản thôi, nhưng mà bài này mình nghĩ là các bạn mới tập nó sẽ hơi khó nhé. Nên là bây giờ cái biến thể này mình tập thì nó dễ hơn thôi, tại vì nó sẽ gây áp lực rất là lớn lên cùi chỏ với là cẳng tay của các bạn. À nhầm, cổ tay. Thế nên là các bạn mới thì các bạn chỉ cần chống đẩy bình thường nữa cũng được. Còn mình thì chơi biến thể như thế này, ok. Trước tiên ấy, thì các bạn hãy khởi động. Kể cả là các bạn có thể làm được cái biến thể này nhá, thì các bạn hãy cứ khởi động thật là kỹ, ok. Khởi động phần cổ tay cũng như là phần khuỷu tay thật là kỹ, bởi vì cái phần này nó bài tập này nó sẽ áp lực lên cái cùi chỏ, cái khuỷu tay rất là nhiều đấy. Rồi đây, trông cũng sẽ như này. Mình mà đeo mic vào vòng cổ thì khi xuống nó lại chạm mẹ cái mic xuống đất anh em ạ. Không biết có đến mức đấy không nhỉ? Chắc là không đâu, cái biến thể này chắc không chạm vào đâu. Rồi, các bạn nhìn được không nhỉ? Chắc là nhìn được đấy. Đây, nó sẽ như thế này nhá, nó sẽ hơi khó đấy. Yup. Đấy, các bạn tập nó sẽ như thế thôi. Đây là các bạn hạ cùi chỏ xuống và các bạn đẩy lên. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Động tác rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà các bạn chạm cái cùi chỏ của bạn xuống đây ấy, thì áp lực lên cái cùi chỏ nó rất là lớn lúc các bạn phát lực lên đấy. Thế cho nên là mình không khuyến khích các bạn mới tập cái bài này, ok. Và kể cả những bạn chưa tập bài này bao giờ mà tự nhiên các bạn xem video này và các bạn nhìn thấy mình tập và các bạn muốn tập theo, thì mình nghĩ là các bạn nên 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 tập chống gối trước cho nó an toàn anh em ạ. Còn tập như mình có thể các bạn không quen là các bạn có thể chấn thương cùi chỏ đấy. Ok, rồi giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Và cái buổi tập như thế này thì nó gần giống với một buổi tập gọi là calisthenics của mình ngày xưa rồi, cho nên là số rep tập sẽ nhiều hơn nhé. Yo. Rồi, sau khi mà mình đã không thể nào làm được cái form chuẩn đến lúc đầu nữa thì bây giờ mình sẽ làm gì? Để nó vẫn vào tay sau nhé. Coi như đây là một drop set nhé. Thì các bạn chống như bình thường nhưng mà các bạn khép cùi chỏ vào, ok. Trông cũng sẽ như này. Nó giống như cái bài close grip bench press ấy anh em. Kiểu đấy. Để tập tay sau ấy. Đấy, một set trông sẽ như thế, ok. Các bạn không biết là phải tập đến cái thất bại hoàn toàn, tập gần gần thôi cũng được. Thực ra vừa nãy thì mình cũng chưa phải là 100% đến cái thất bại đâu, tầm 90% thôi. Má, chắc cái lần nào mình quay ở nhà mình cũng buồn đỉa là thế nào nhỉ? Hay da. Cảm thấy hơi buồn ỉa anh em ạ, khắm thật. Lần trước kéo xà kia cũng buồn ỉa. Rồi, cái bài này ấy, thì để càng tăng độ khó nhá, thì các bạn càng đổ người về đằng trước thì nó sẽ càng khó. Nhưng mà cái điều đấy cũng đồng nghĩa là áp lực lên cùi chỏ nó càng nhiều. Đấy, tại vì bài tập nó khó hơn mà, nặng hơn mà. Đây nhá, nếu các bạn đưa người lên như thế này, đấy, sau các bạn xuống, đấy, thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn để như thế này và các bạn xuống. Đấy, các bạn thấy không? Như này nó dễ hơn, thay vì các bạn đổ người lên và các bạn xuống thì nó rất là đấy, nó khó rất là nhiều luôn. Thì tùy các bạn nào mới tập thì có thể tập theo kiểu là
để rộng tay ra một tí này, xong lùi lùi ra đằng sau rồi như này, thì cái ROM nó ngắn thôi, nó chỉ một đoạn này thôi. Còn các bạn thích, các bạn có thể để băng lên như cái form các bạn chống đẩy bình thường, sau đó các bạn thả xuống đấy. Như thế mình làm rất là khó cơ, cho nên là cái biến thể đấy thì tùy sức đấy, các bạn tùy sức, các bạn có thể tùy chỉnh cái góc độ của cái bài tập này thì nó sẽ nặng nhẹ khác nhau. Rồi set thứ hai nhá, vẫn làm y như set đầu tiên nhá, bài này 3 set vẫn làm như thế, sau bắt đầu là thêm một cái drop set cuối cùng ấy. Yo. Nặng thế nhở? Rồi, nghỉ 10 giây. Bắn hết tay anh em ạ. Chỗ này ngoài sân này bắn hết tay. Rồi. Chống hẹp tay nhé. Khép cái nách mà. Các bạn muốn khó, các bạn này để đổ người ra trước nhiều hơn như này nhá, nó sẽ khó hơn đấy. Một lần nữa. Khoảng một tuần vừa rồi là mình không tập tay buổi nào anh em ạ. Rất bình thường nha anh em ạ. Hẹp cái cùi chỏ lại để vào tay sau nhiều hơn nhá. Mất form rồi. Cái bụng mình không giữ thẳng nữa. Ui ui, tí sấp mặt. Không lấy chân đỡ rồi mình úp mặt đất đấy. Rồi, xong 3 set bài này rồi đấy. Đấy, mặc dù là ở nhà không có dụng cụ gì nhưng mà hoàn toàn mình vẫn có thể tập với một cường độ rất là cao như thế. Tập đến cái thất bại luôn đấy. Như vừa rồi là set vừa rồi là 95% mà đến cái thất bại rồi. Mình nhấp thêm độ 2 đến 3 cái nữa là úp mặt đây luôn đấy. Sấp mặt luôn, gãy luôn. Rồi, trước khi sang bài thứ hai thì đã nghỉ một tí nhá. Mình đã cất cái dây kháng lực ở dưới gầm phản, tí mình ra lấy lại. Móc vào đây, móc vào cái xà này để tập bài tricep extension. Chắc là mình tập từng tay một anh em ạ. Mình khó không biết nữa, có thể tập hai tay tại vì cái dây nó khá là nặng. Đã biết ngày xưa mình hồi mình tập ở nhà, mình tập suyo cao ấy, tập calisthenics ấy. Mình sắp kênh nào không? Mình nghĩ là nếu bạn nào tập cái môn đấy, chơi cái môn đấy hoặc là
từ ngày xưa thì các bạn chưa tập, nhưng mà các bạn lên mạng các bạn tìm tập hít đất, tập bụng các thứ kiểu gì, các bạn tìm được kênh đấy. Hồi mới nhá, hồi độ 6-7 năm trước ấy, thì cái kênh đấy nó tên là Street Workout Làng Hoa. Ok, là kênh của ông anh Sơn Mông Lép ấy. Cái hồi đấy mình lớp 7, lớp 8 ấy, là mới tập là mình chỉ xem kênh đấy thôi. Hồi đấy chiều ngày nào đi học về tầm 6 rưỡi là mình về nhà là mình tập. Là mình bật YouTube của kênh, bây giờ kênh này tên là Làng Hoa Workout rồi. Hồi trước kênh này tên là Street Workout Làng Hoa cơ. Đấy, cứ bật kênh này lên xem. Buổi tập hít đất 200 cái, hít 300 cái, rồi buổi tập cái gì. Nói chung là kênh đấy hồi xưa mình rất hay xem luôn. Tất cả các buổi ăn hành, ông ấy hay gọi là một cái buổi gọi là ăn hành ấy. Hít đất, kéo xà, tập squat, jump squat, burpee các kiểu, tất cả các bài tập của cái bộ môn đấy. Hồi xưa nghiện xem kênh đấy luôn. Hôm nào cũng phải xem, tập theo. Hết giáo án này, giáo án nọ. Tập liên tục, ngày nào mình cũng tập. Hồi đấy gần như mình không bỏ tập ngày nào cả. Chỉ có hôm nào trừ khi mình quá đau, quá mỏi, mình mới nghỉ tập thôi. Hồi đấy gần như ngày nào mình cũng hít đất phải kéo xà luôn. Cứ đều đặn ngày nào cũng tập. Hồi đấy không biết chưa lịch tập như nào mà đáng nhẽ một ngày hồi đấy một ngày hít đất thì ngày hôm sau nên kéo xà, nhưng mà hồi đấy mình cứ ngày nào mình cũng hít đất, ngày nào mình cũng kéo xà luôn, tập cả hai cái đấy trong cùng một ngày luôn, ngày nào như thế. Nếu các bạn chưa biết kênh đấy thì các bạn nên tìm kênh đấy, bây giờ tên là Làng Hoa Workout. Ok, bây giờ thì có vẻ là bớt bớt nổi hơn ngày xưa rồi. Hồi 5-6 năm trước kênh đấy viral kinh khủng luôn, video nào cũng tập đăng lên cũng vài chục vài trăm nghìn view. Nhờ cái ông Sơn Mông Lép đấy, tên thật ông ấy là Châu Việt Sơn, mình còn biết tên thật của ông ấy luôn. Ok, biệt danh là Sơn Mông Lép, hay tập với một ông anh tên là Trắng ở cái kênh Làng Hoa Quốc Cao đấy. Có thể ngày xưa xem cái đấy vui vãi. Ông anh Sơn đấy tận sinh năm tận tám mấy cơ, già phết rồi anh em ạ, sinh năm mình không nhớ nữa, nhiều tuổi hơn Piu Piu đấy. Các bạn nào thích tập chua cao đấy vào kênh đấy xem, ngày xưa mình là người xem chân chính của kênh đấy luôn đấy. Rồi đây, cái dây kháng lực mà mình bảo các bạn đây. Đấy, nó rất là to, cái bản nó rất là to. Phải độ gần nửa gang tay của mình ấy, các bạn nhìn. Đấy, thì cái bài tập rất đơn giản thôi. Phải cầm hai tay như này. Xuống. Ui. Nặng thế. Sao nặng nhỉ? Kéo hồn anh em ạ. Kéo hồn này. Cái dây nặng hơn mình nghĩ. Được. Rồi, đấy, bài tập giống như lúc tập với cái dây ở tập cáp ở phòng gym đấy anh em ạ. Và cái điều quan trọng là cái lúc mà lên ấy, các bạn đừng thả nó nhanh nhá. Chỉ lại cam anh em ạ. Đây. Lúc lên các bạn đừng thả nhanh nhá. Đây này, ví dụ các bạn nếu mà các bạn xuống nhá, các bạn xuống, các bạn thả lên nhanh như này ấy, thì nó mất hết áp lực rồi. Các bạn coi như là bị bỏ mất một nửa cái bài tập này rồi. Cái đoạn thả, cái đoạn eccentric ấy, các bạn nên chậm lại. Đây mình làm một rep ví dụ như thế nhé. Xuống này. Đấy, lúc lên các bạn kháng lại cái lực của cái dây nó đang kéo lên ấy. Đấy sẽ là một phần của cái bài này. Ok, đừng bỏ qua cái phần đấy. Thế thôi. Như thế thì cơ bắp của bạn nó phải chịu nhiều áp lực hơn ấy. Thay vì là các bạn xuống thì các bạn bật nảy lên luôn. Ok, rồi bắt đầu thôi. Hai set. Không có drop set gì nhá. Làm đến cái thất bại thôi. Cầm lên cao tí nhé, cho nó nặng hơn. Chịu rồi. Từ vẫn làm drop set nhé. Cầm dịch xuống đây thì cho nó nhẹ hơn. Nào. Nào cúng cụ. Chịu, cái này nó giật lên nhanh quá anh em ạ. Không cúng cụ được. Cho nên là mình thấy là
Đấy, ngay cả mình việc mình tập ở nhà thôi. Cũng chẳng cần một cái dụng cụ gì quá là to tát cả. Chẳng cần máy mẹ gì cả, mình chỉ cần một cái xà thôi. Đấy, cũng lắm là thêm một vài cái dây kháng lực như thế này là mình đã có một cái buổi tập ở nhà rất là chất lượng rồi. Với mình nhá, buổi tập này chất lượng không kém gì cái buổi tập ở phòng tập đâu. Mình thề với bạn luôn, tay sau của mình cực kỳ pump rồi. Tất nhiên là ở phòng tập thì máy móc nó dụng cụ các thứ thì tất nhiên là khi tập nó dễ dàng hơn, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể tập ở nhà được. Đây, ví dụ như là mình đây. Ok. Thế cho nên là các bạn đừng 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 lý do là mình không, các bạn không có điều kiện ra phòng tập nhé. Chỉ là các bạn có cố gắng hay không thôi. Tìm tòi học hỏi. Làm mọi thứ, làm mọi cách để các bạn có thể tập được dù là ở bất cứ đâu. Ok. Cho nên là không có lý do nào hết. Ok. Rất là đơn giản thôi. Và cái buổi tập tay này mình nghĩ là nếu mình không quay video, mình vừa quay vừa nói này, mình nghĩ mình tập hết độ 35 đến 40 phút là xong rồi. Đấy, chưa mất đến một tiếng. Sau đấy các bạn thích cardio thêm thì mình nghĩ là hết độ tầm tiếng 15 phút hoặc nhiều lắm thì đến tiếng rưỡi thôi. Chứ còn nếu mà để cái buổi tập kháng lực nó diễn ra ấy, thì đấy 45 phút đến một tiếng là xong. Rồi, cuối cùng nhá. Đấy, cái đoạn thả lên các bạn nhớ kiểm soát nhá. Chậm thôi, chống lại cái lực kéo dây lên ấy. Chống lại cái lực đấy, đừng để nó bật hẳn lên. Chậm thôi. Ê. Cầm lùi hẳn dưới này nhé. Đó là sao các bạn nhìn thấy cái tay sau của mình nó đang rất là pump nhỉ? Nhìn này các bạn nhìn thấy không? Quá phê. Rồi. Nào. Deep nhá. Một set deep cuối cùng rồi. Đây. Nếu như bạn nào chưa biết cách tập deep ở nhà ấy, thì đây. Cực kỳ đơn giản. Hai ghế nhựa xong. Hoặc thích thì mình có thể lấy thêm nhiều cái để mình trồng lên cho nó cao. Hồi xưa là mình hay làm thế. Đây. Mình làm lại, mô phỏng lại đúng cái hồi mà mẹ dịch Covid mình tập nhá. Đây, hồi trước mình còn xếp cao lên ngang hông cơ để deep cho nó đỡ bị chạm chân đấy anh em. Đợi mình tí nhé, nhà mình có nhiều ghế này lắm anh em ạ. Tại vì thế nào nhỉ, nhà mình hay làm cỗ ở nhà ấy. Cho nên là có rất nhiều bàn ghế ăn cỗ. Rồi đây, đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Từng này không, này cao thêm tí nữa anh em, cao thêm một tí nữa đi, mỗi bên ba cái nữa. Tất nhiên là chống như thế này thì nó sẽ không vững bằng cái việc là các bạn có cái chỗ đi hẳn hoi. Nhưng mà thôi, có chỗ tập là được rồi. Bạn nhớ là phải để nó cao bằng nhau nhé. Ui, cái gì nhớt thế? Nước à? The fuck. Một nước này. Rồi. Đấy, chống ở đây nhá. Rồi, nào bài tập thứ 3. Bài deep phiên bản là gọi là tự sát lắp ở nhà. Đấy, rất nhiều cách để các bạn sát lắp bài tập ở nhà. Còn nhiều cách khác cơ. Yo. Chưa đúng center lắm nhỉ. Ok. Một set thôi nha anh em nhé. Bài này một set thôi. Hoặc có thể là hai. Tùy. Nếu như mình không tập và đến ngưỡng thất bại thì mình sẽ làm hai set. Yeah.
Từ cái này. Chịu. Thôi rồi, một lần nữa nhé. Một lần này nữa. Vì những cái bài này thì đều là những cái bài ngày xưa mình tập rất 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 nhiều lần. Cho nên là bây giờ mặc dù là mình có tập lâu lâu rồi mình tập lại, nhưng mà nó cũng không có một cái gì gọi là khó khăn với mình cả. Mọi thứ đều diễn ra rất là mượt mà anh em ạ. Tại vì mình nói thật là hồi xưa mình tập những cái này quá nhiều rồi. Hồi đấy mình không biết đi tập gym anh em ạ. Mình chỉ tập ở nhà những cái bài nhà thôi. Độc hít đất, kéo xà. Chắc có cái bài tập với dây kháng lực này là mình không tập thôi. Chứ còn mấy cái bài này hồi xưa mình tập rất nhiều luôn. Và tay sau nhiều hơn thì để cái này hẹp hẹp lại được anh em ạ. Khép cái cùi chỏ lại. Xa xa về thân người thì nó sẽ vào tay sau nhiều hơn đấy. Nghỉ tí 10 giây. Yo, đi phải uống ỉa quá. Phụt mẹ cứt ra nơi. Rồi, cắt ghế thôi. Nào, chuyển qua tay trước nha. Tay trước rất đơn giản đấy anh em ạ. Tay trước chỉ một bài thôi. Trước rồi bố mình treo thêm một cái chậu cây ở đây anh em ạ. Buổi trước mình quay không có chậu cây ở đây, treo mất một góc rồi. Đây, cho các bạn xem cái lifting strap mình mới mua này. Trông cũng ok đấy chứ. Trông cũng gọi là classic, class hùng đấy chứ. Từ từ nhá. Cho cái chậu dịch sang anh em. Rồi. Ok. Rồi, chuẩn có tay trước. Rất đơn giản thôi. Chin up. Xong, mặc dù là tất nhiên là với mình thì đây nó không phải là cái bài tập tay trước tối ưu nhất, nhưng mà tập ở nhà thì nó lại là sự lựa chọn ok nhất rồi. Ở nhà mà anh em đâu có tạ hay gì đâu. Ui à. Rồi. Nhưng mà tập chin up thì dùng cái strap này nó hơi khó, tại vì quấn phải quấn ngược anh em ạ. Và kéo chin up để vào tay trước thì các bạn sẽ muốn là chỉ dùng tay thôi, thay vì là các bạn gồng phần lát lên, các bạn ướt ngực lên, các bạn kéo như thế này đúng không? Thì nó vào lát đúng không? Thì bây giờ các bạn không muốn làm như thế nữa, các bạn thì muốn nó khom khom với người lại như thế này. Đấy, các bạn chỉ dùng tay để các bạn kéo lên thôi, không cố gắng không dùng lát nhé. Mặc dù là kiểu gì kéo nó cũng sẽ vào lát thôi. Bắt buộc là các bạn phải dùng lưng trong cái bài này. Thôi, tập chin up thì mình sẽ không dùng cái strap nữa nhé. Không quấn được anh em, quên mất. À, chin up. Đấy, cầm ngược, ngửa tay là kéo thôi. Nào mày nữa.
Xong một set rồi đấy. Thế là nhìn thấy cái set vừa rồi, mình sẽ khi mình kéo lên ấy, mình không cố gắng là mình để mình tập vào lát thì mình ưỡn ngược, mình không cố gắng là mình ưỡn ngược lên cho mình kéo như này. Như này sẽ vào lát nhiều hơn này. Mình kéo nếu mà nhìn từ góc 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 nghiêng ấy trông sẽ kiểu như này này. Đấy. Nó sẽ kiểu như này này, chứ không phải là kéo lên như này mà nó rất là khom khom người, và cố gắng chỉ dùng cái tay trước thôi để các bạn dồn hết lực vào tay trước các bạn kéo lên. Đấy, nhưng mà như và như mình nói đây là dù các bạn có kéo như thế này hay là như thế này thì nó đều vào cả tay trước và lát thôi, nên là không có cách nào để các bạn không tập vào lát được. Đấy, sau một set rồi mình cũng thấy lát của mình nó hơi phong phong lên rồi. Rồi. Tập ở nhà chả nhẽ không cởi trần tập cho anh em xem đúng không? Đây. Đây là body hiện tại của mình. Đây là chỉ có mỗi tay với cả tay trước tay sau phong thôi anh em ạ. Đấy. Đấy các bạn, khi nhìn thấy tay mình phong ấy mà ngực mình nó không bình thường ấy, trông nó giống như là nuốt con mẹ ngực rồi không? Các bạn nhìn tay, cái tay trước của mình nó vồng vào trong, nó đang rất là phồng ấy, nó vồng vào trong và nhìn ngực mình nó như kiểu móp lại luôn ấy. Ừ rồi, máy vừa hết dung lượng. Quên mất mình không xóa sụp của cái buổi ngày hôm trước đi. Bạn ấy tập đi, ok. Không bao giờ được lý do là không có điều kiện ra phòng tập. Chắc chắn luôn. Đấy là một cái cớ. Ok. Đấy là một cái cớ. Trông mình giống con khỉ đột không anh em? Mình mà nuôi tóc dài tí trông mình thề đứng trong rừng trông đéo có gì tặc răng luôn ấy. Hơi khắm nhỉ, phải bỏ mẹ cái chậu xuống. Tí móc lên. Rồi. Ui giời. Rồi, đấy, nhìn có vẻ rõ hơn rồi đấy. Này, mình tập góc, quay góc nghiêng cho các bạn xem nhé. Đéo nào tập nhà cũng buồn đi à? Mà bố mẹ anh và anh em ạ. Ui, vẫn tập chưa xong. Đúng camera mẹ. Ủa. Con ăn cơm chưa?
Lúc chiều con ăn nhưng mà giờ chưa hết no, thôi chán nữa. Tối ăn. Bên đây bố. Bắt buộc cái này phải phiên bên đây, không còn chỗ nào rồi. Kéo lý rồi. Đó là nó ghế ra hẳn. Đó là sẽ mất thiết kế khoảng mấy hôm. Mẹ mày cứ nghĩ ngon ăn thế thì ngon mà. Lạch bố, lạch sang ngoài tí. Để anh đều không? Không. Thế nặng hơn đấy. Ở dưới. À không, hai đây ở dưới đó. Thế thì cho này đâu, thì gần. Thế thì đứng thì ra đấy, thế nào. Hai, ba, đi cười cho cô Hồng Xiêm. Không kéo này ra đây bố. Ờ kéo ra cũng. Mày khôn hơn tao. Già tận lận. Bố lại đừng khiêng. Nhẹ mà. Nhờ cái này cũng nhẹ. Ó, sao. Ớt, bắt đây. Hey. Qua đây. Đấy, con Doberman nhà mình ấy. Mẹ như con bị ngáo ấy. Thả ra cái là chạy long quăng rồi. Hây. Hây. Như con hiêu. Thật cho nó húc vào cái tripod mình đổ mất anh em ạ. Rồi, có lẽ là cái video tập tại nhà sẽ kết thúc ở đây. Đấy, một buổi tập tại nhà của mình thì loanh quanh nó sẽ có những cái bài như thế là đơn giản thôi. Không có bài nào quá phức tạp cả. Tất nhiên là với những bạn mà chưa tập như thế bao giờ thì có thể nó sẽ hơi khó khăn một tí. Đây là mình đã tập cái buổi tập như này rất là nhiều lần. Từ cái hồi mình tập street workout, tập calisthenics, mình tập như này rất là nhiều rồi. Cho nên là bây giờ mình quay trở lại mình tập thì nó không có một cái gì gọi là khó khăn cả. Nhưng mà với những cái bạn nào mà mới thử cái kiểu tập giống mình thì tất nhiên là sẽ cần thời gian để thích nghi. Đấy, một buổi tập tay tại nhà. Tất nhiên là sau mình sẽ làm một buổi ngực tại nhà, một buổi chân tại nhà thôi. Tập vai tại nhà thì hơi khó nhưng mà đấy. Nói chung là kiểu gì cũng sẽ tập ở nhà thôi. Với những cái bài cực kỳ đơn giản, hoàn toàn có thể tập đến cái cường độ rất là cao, intensity rất là cao và có thể tăng cơ một cách bình thường luôn. Ok. Rồi. Video này sẽ kết thúc ở đây. Từ giờ đến Tết chắc là sẽ có thêm những buổi tập ở nhà đấy anh em ạ. Tại vì mấy hôm Tết thì mình nghĩ là phòng tập cũng chưa mở đâu. Mà thôi mấy hôm Tết chả nhẽ mình sẽ tập nhỉ. Để mình xem á. Chắc là Tết mình cũng chả tập đâu. Nghỉ độ 3 ngày Tết, 4 ngày Tết không tập gì cũng chả sao. Chơi. Ra Tết lại quay trở lại tập bình thường. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có thêm buổi ngực ở nhà này, buổi chân ở nhà này. Tập vai ở nhà này hơi khó anh em ạ. Tập vai ở nhà thì tất nhiên cần phục tạ đơn để tập bay vai. Không thì tập vai giữa rất là khó. Không có bài nào mình chưa nghĩ ra một cái bài nào có thể tập vai giữa ở nhà cả. Ngoài cái bài pie push up, cái bài mà chống đẩy chúi đầu xuống ấy, thì nó cũng có vào vai giữa nhưng mà nó không nhiều. Đấy, nếu mà tập vai giữa ở nhà thì chắc là sẽ phải cần thêm tạ đơn. Còn nếu mà tập tay, tập lưng hay là tập ngực ở nhà đều rất là ok. Sẽ có buổi ngực ở nhà. Ok, cho các bạn xem. Còn bây giờ thì video này sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn nào chưa sub kênh mình thì hãy sub đi, ok. Nhấn like, bật chuông thông báo, comment các kiểu. Sợ, như các youtuber luôn. Đấy nha anh em nhá. Video kết thúc ở đây. Giờ mình đi bán bia đi các bạn. Rồi anh em ơi, ăn tí đu đủ nhá. À, mình để đây mình sợ con chó nó chạy nó va vào cái tripod của mình quá. Con báo đời báo đốm đấy. Bà mình đây là bà mình anh em. Bà nội. Anh nào đu đủ không em? Anh nào? Giờ mình làm mấy miếng đu đủ đã. Chưa ăn gì, tập xong chưa ăn gì. Ra. Miếng lại ra bê đồ cho bố anh em. Ăn anh làm giữ xe thôi, anh cần. Là con ra xe bên kia.
Nếu mà tao mà chơi tập thể hình thì mày sẽ không có cơ hội. Thôi gồng bụng lên nhá, gồng à. gồng cái bụng lên ấy, à. Không mà đau lưng ấy. À, xoay đây. Ui, nhẹ quá, rồi chán rứt rồi. Giữ chậu nhá. Giữ à, giữ chắc à, xuống dốc à. Kéo lại. Để lên cái đấy hả bố? Ui giật đi, vỡ hết cả lên. Ui rồi. Đập vào bàn. Đâu? Hình như đập vào cái đấy. Cái là nắp kênh. Hết sức bình tĩnh. Nghệ thuật nó không thể vội vàng được. Đó. Mọi người đứng ra xa mới nhìn được nó. Úi giời. Rồi. Anh em view chiếm ngưỡng đi. Đây hoa gì bố? Nhìn giống hoa hồng á. Rồi, à, một dàn TikToker hội tụ. Vâng, TikToker xin sai. TikToker giỏi toán. Nhân. Rồi anh em ơi, video kết thúc ở đây, đi bắn bia đây.